thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, sáng 15 tháng 2 tại thị trấn, huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Tham dự lễ công bố có đồng chí Lương Tuấn Huê, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng cấp huyện, lãnh đạo cán bộ các ban ngành đoàn thể của thị trấn Lang Chánh. Tại hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Huê, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đã công bố quyết định số 213 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, ủy viên ban chấp hành huyện ủy, thôi giữ chức bí thư đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh, giao Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh thực hiện tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn. Công bố quyết định số 213 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc giao nhiệm vụ phụ trách Đảng bộ thị trấn Lang Chánh đối với đồng chí Vi Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 đến khi bổ nhiệm được Bí thư Đảng ủy mới. Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã biểu dương những kết quả trong quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn và đồng chí Vi Thị Hải trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn và đồng chí Vi Thị Hải sẽ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục học hỏi, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Riêng đồng chí Vi Thị Hải phát huy trí tuệ và những kinh nghiệm đã đúc rút được từ thực tế trong quá trình công tác cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Lang Chánh, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn và đồng chí Vi Thị Hải đã cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy Lang Chánh và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của tập thể lãnh đạo cán bộ của công chức thị trấn Lang Chánh cũng như ở đơn vị mới và hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể cơ quan, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.